Sau hơn một năm theo mẹ đi khắp nơi trên xe đẩy, con trai hot girl Bella đã tách mẹ, đang được hàng túi chăm sóc. Sau nhiều lần giáo diết chủ động tìm gặp hai mẹ con Bella để giúp đỡ, cũng như là mong muốn đưa Bella chữa trị về thần kinh và giúp con trai Peter của Bella có một cuộc sống ổn định hơn. Những ngày này, hot mom hàng túi đã gần như đạt được mong muốn của mình. Bé Peter đang được gia đình hàng túi chăm nom hộ ít hôm và được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Còn Bella thì đang được gia đình kết hợp với địa phương làm các thủ tục để cho chữa trị về thần kinh. Ngày 6 tháng 7, Bích Hằng có cập nhật thông tin của cháu bé Peter trên trang cá nhân của mình như sau. Tối đêm qua thì Peter đã được gia đình đưa đi khám bệnh. Bé sốt 38 độ, bị nghi sởi, nhưng khi đi khám thì không phải mà do virus phát ban. Mẹ Peter đã được gia đình và địa phương kết hợp lo thủ tục cho điều trị về thần kinh. Nếu Hà hợp tác chữa bệnh thì người nhà sẽ thỉnh thoảng cho Peter gặp mẹ. Sau này Peter sẽ được người nhà chăm sóc, dì cháu sẽ tới làm cho Hằng để có điều kiện chăm sóc tốt nhất và cho Peter sẽ được đi học. Những người yêu mến và lo lắng cho bé có thể hoàn toàn yên tâm rồi, sẽ không còn hình ảnh xe đẩy đỏ ám ảnh nữa đâu ạ. Cuộc sống sau này của Peter và mẹ hy vọng sẽ tốt hơn và không còn ồn ào nữa. Kèm những chia sẻ đó là hình ảnh con trai Bella mắt tròn xoe, lanh lợi, dễ thương. Cậu nhóc nặng 9,5kg, chỉ số cân nặng khá chuẩn khiến nhiều mẹ vui vẻ bình luận. Trộm vía, mẹ tha lôi em đi khắp nơi mà nuôi mắt tay phết. Em cũng không còi nhỉ, đúng là trời sinh voi, sinh cỏ, trời thương thằng bé. Dưới phần bình luận, Hằng túi cho biết thêm, Peter rất ngoan, không quấy khóc gì khi xa mẹ, thậm chí còn ganh tị với các con của Hằng. Tuy vậy các cháu vẫn thương Peter và tỏ ra mừng rỡ khi mẹ cứu được em ấy. Có thể thấy việc Bích Hằng theo đuổi đến cùng việc tách con trai Bella khỏi người mẹ không bình thường đã được đồng thuận của các thành viên trong gia đình cô. Bố mẹ chồng Hằng túi cũng tham gia chăm sóc Peter trong những ngày cậu bé tá túc ở đây. Nhắc lại chuyến hành trình của Hằng túi ra tay giúp đỡ hai mẹ con Bella một chút, thì trước đây sau nhiều clip có ghi lại hành vi không hay của Bella bên cạnh con của mình như hút thuốc lá pha khói vào mặt cháu bé, cũng như những sự vụ Bella tha con mình rong ruổi bất chấp thời tiết đến nhiều địa phương khác nhau. Hot mom Hằng túi với sự dung cảm của một người mẹ đã chính thức đăng đàn chia sẻ thông tin của mình sẽ theo đuổi vụ Bella đến cùng. Tối ngày 29 tháng 6, Bella đã theo con mình vào trực ban công an quận Hoàn Kiếm để trình báo, đề nghị giúp đỡ vì cho rằng có người muốn bắt cóc con mình. Ngay sau đêm đó, hai mẹ con Bella đã được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội. Sau gần hơn một tuần ở tại đây, cuối cùng Hằng túi cũng đã tiếp cận được hai mẹ con và đã thực hiện được những mong muốn giúp đỡ của mình như đã nói trước đó. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.